Ở Mỹ, tôi thấy là họ chú trọng dạy cách viết, bố cục một bài văn, cả nói và viết, đơn giản và thực tế hơn là phân tích bình luận tác phẩm. Trẻ con được rèn luyện tư duy tự do, phản biệt độc lập từ bé, mà người ta quen gọi là academic freedom. Ví dụ sau đây là đề văn lớp 3 ở Mỹ. Con thích viết bằng bút chì hay là bút mực, tại sao con lại thích loại bút đó? Còn đây là đề văn lớp 12 ở Mỹ. Theo em, nước Mỹ có nên dựng bức tường ngăn dòng người nhập cư từ Mexico như là lời đề nghị của ông Trump hay không? Tại sao? Hoặc nếu có thẩm quyền làm gì đó tốt hơn cho người da đỏ, em sẽ đưa ra chính sách gì và tại sao? Hãy đối chiếu với đề văn điển hình ở Việt Nam. Hãy chứng minh rằng chị Dậu là tấm gương phụ nữ nông thôn, chịu thương chịu khó, thương chồng thương con. Hoặc hãy phân tích để làm rõ tính đều giả, khốn nạn, phản động và vô nhân đạo của chính quyền Ngô Đình Diệm. Theo người Mỹ, thì cách ra đề của giáo viên Việt Nam đã sai ngay từ đầu. Vì sao? Vì chị Dậu thương chồng thương con hay không? Có chịu thương chịu khó hay không? Là còn tùy vào tôi nói, không phải là tùy vào thầy. Cũng vậy, Diệm, đều hay không đều, thì còn tùy vào tôi chứ. Sao thầy lại có quyền chụp mũ ngay từ đầu như vậy? Tôi thấy là ở Mỹ, người ta chỉ dạy văn học sử, nghĩa là bối cảnh và nguyên nhân các tác phẩm ra đời. Học sinh sẽ được tự do xuống thư viện, sau đó viết báo cáo thu hoạch, với một đề ra rất là mở. Trong văn học Anh thế kỷ 19, em thích nhất tác giả văn xuôi nào? Hãy tóm tắt một tác phẩm văn xuôi nổi bật của tác giả đó và phân tích những điều mà em cảm nhận được. Nhìn chung thì ở Mỹ và Tây Âu, người ta không chú trọng phân tích tác phẩm văn học, mà chỉ chú trọng vào cách hành văn, bố cục, cách làm văn theo các thể loại. Và khó nhất cho các thể loại văn là bình luận, nghị luận, nên đến lớp cao mới học. Nói tóm lại, phát biểu chính kiến và bảo vệ chính kiến là cách rèn văn cơ bản được chú trọng ở Mỹ. Ngoài ra, người ta chú trọng thực tế cuộc sống để dạy. Ví dụ như các kiểu viết thư mời, thư từ chối, chấp nhận lời mời, thư tuyển dụng, thư cảm ơn, thư xin nghỉ phép, thư hoặc là tin nhắn chia buồn với một ai đó có người thân qua đời. Đó là những điều căn bản mà họ đào sâu cho trẻ em từ trung học phổ thông, trung học cơ sở. À, tôi thấy ở Mỹ còn cấm học sinh viết dài. Thường thì đề bài sẽ hạn chế số từ, dài lắm thì cũng chỉ 500 từ, làm tại lớp và 3.000 từ, làm bài ở nhà. Ở Mỹ thường có các cuộc thi viết bài luận, bàn luận về một đề tài xã hội nào đó, cấp quận và cấp bang là chính, hình như là chưa có cấp liên bang. Sau đây là một số ví dụ về các đề thi viết văn ở Mỹ. Nếu bạn lựa chọn làm Tổng thống Mỹ, Thống đốc bang, thì việc đầu tiên bạn làm sẽ là gì? Tại sao? Cách tiến hành như thế nào? Hãy viết trong giới hạn 3.000 từ để biện luận cho ý tưởng của mình. Thứ hai, nếu cần dẫn một bạn mới từ Hà Nội vào Sài Gòn chơi vào cuối tuần trong một ngày, thì bạn sẽ chọn đầm sen hay là sở thú? Nhớ rằng chỉ có một ngày và chỉ được đi một trong hai nơi đó. Hãy biện luận cho sự lựa chọn của mình trong 1.000 từ. Theo tôi, tâm trạng của Kiều ở lầu Ngưng Bích hay là tâm trạng của Chí Phèo ở vườn chuối không hề được hỏi đến trong cuộc sống. Đó là vấn đề của dân yêu văn, thích nghiên cứu văn học chuyên sâu. Ngay cả người lớn, giáo viên cũng chưa chắc cảm thụ thấu đáo và sâu sắc được. Vậy thì tại sao lại bắt tất cả phải học mấy thứ đó? Từ bà bán trà đá cho đến ông Phạm Nhật Vượng, từ công an xã đến ông Nguyễn Phú Trọng đều không cần quan tâm đến tâm trạng của Chí Phèo hay là Kiều. Vậy, ta nên chăng chỉ dùng để áp dụng cho dân chuyên ngành? Học tiếng Anh kiểu Mỹ, người Mỹ có cách dạy ngữ pháp rất là đặc thù cho văn hóa xứ này. Văn hóa thượng tôn tự do cá nhân. Cách tiếp cận này của người Mỹ rất hợp với dân ESL, nghĩa là tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ. Trên thế giới, có hai cách tiếp cận ngữ pháp cơ bản. Thứ nhất, tiếp cận công thức trước, rồi mới tới thực hành, rồi lại tổng kết. Đây còn được giới chuyên môn gọi là PPP, nghĩa là Presentation, Practice, rồi đến Production. Ở Việt Nam rất phổ biến cách dạy này. Thứ hai là thuộc các mẫu, đó là cách học tiếng Anh của Mỹ. Người Mỹ sẽ để người học tràn ngập trong không gian ngôn ngữ. Khi anh ta thành thạo và thuộc lòng các mẫu, thì tự biết rút ra công thức. Và hiện nay thì tôi cũng đang dùng cách thứ hai để dạy ngữ pháp cho con tôi. Ví dụ,
để dạy về so sánh. Tôi cho học thuộc, chép kỳ thuộc các ví dụ, không giải thích và miễn giải thích. Bí mật của phương pháp này là bạn phải cho người học tiếp cận hết các biến. Đó là tính từ ngắn, tính từ dài, trạng từ ngắn, trạng từ dài, các từ biến thái đặc biệt. Nếu không thì người học sẽ bị rơi vào tình trạng thầy bói xem voi, lúc tưởng voi như cái quạt, lúc tưởng voi như cái cột đình. Khi một người đã thuộc hết các biến của vấn đề, tự anh ta sẽ rút ra công thức. Tại sao phải dạy công thức làm gì nữa? Người Mỹ không bao giờ đưa ra công thức. Họ cho người đọc tiếp cận với thực tế. Thực tế càng đa dạng và nhiều biến thì càng tốt. Người học sẽ phải tự luận ra công thức cho chính mình. Với các môn khác, các lĩnh vực khác thì họ cũng làm tương tự như vậy. Ví dụ, họ không bao giờ nói nước Mỹ vĩ đại. Họ không dùng khẩu hiệu và các loa tuyên truyền. Họ dẫn bạn đi thăm thú các công trình và bảo tàng, thăm những nhà tưởng niệm các vị nhân của họ, và bạn sẽ tự đưa ra kết luận. Cách mà họ truyền giáo cũng thế. Hồi tôi ở Mỹ, họ dẫn tôi đi ăn, đi uống, đi chơi, đi gặp gỡ những linh mục lỗi lạc và dễ thương. Họ cho tôi xem tận mắt giáo hội của họ đã làm được gì. Họ muốn tôi tự cảm thán mà ngưỡng mộ. Người Mỹ là như thế. Họ không bắt ai ngưỡng mộ. Họ sẽ để bạn tự ngưỡng mộ từ thực tế những gì mà bạn thấy. Trên đây là một vài nhận xét còn nông cạn. Mong các thầy các cô chỉ giáo thêm. Cảm ơn các thầy cô. Nói chơi cho vui thế thôi chứ cũng không làm ăn được cái gì đâu. Chúc cả nhà mạnh giỏi, nỗ lực để tiến bộ không ngừng, kiên cường vượt qua khó khăn đại dịch nhé. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com. Mình là Isa. Xin chào và hẹn gặp lại.